Xin chào các anh em thân thiết của Minh Phụ Music. Mình đang có mặt tại chung cư Gia Phú. Ở video lần này, anh em hãy theo hai bạn nhân viên mang cây piano điện có khối lượng gần 50kg Yamaha Arius IDB145 từ sân đi qua bãi gửi xe vào trong sảnh để mang đến nhà cho khách hàng tại quận Bình Tân. Nào, chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Cửa thang máy mở ra và hai bạn cùng nhau đưa đèn vào. Lần lượt là cây IDB145, ngoài ra còn có cả organ Kirkman K150 sẽ được giao sau chuyến đi này. Lên nhà khách thôi anh em ơi. Thang máy lên đúng lầu và đội tiếp tục mang cái đàn đi dọc hành lang đến nhà khách. Bắt tay vào công việc chính thôi nhé các bạn. Trong thùng piano gồm có thân đàn, chân đàn, đệ đàn, sách hướng dẫn, nguồn, ốc lắp đàn. Tất cả các bộ phận của piano đều được hàn đóng gói vô cùng cẩn thận với nhiều lớp ni lông dày bọc xung quanh và cả mút ở phía hai bên đầu đàn. Thao tác lắp đàn piano điện đa số đều giống nhau. Mình sẽ hướng dẫn cho anh em nhé. Đầu tiên hai chân đàn sẽ được gắn cố định vào pedal, tiếp theo lắp tấm chắn sau vào chân đàn với pedal vừa mới lắp, cuối cùng là lắp thân đàn lên trên. Các vị trí ốc được canh và siết chặt chắc chắn với tour với bạn nhân viên đang chuẩn bị quà tặng Yamaha dành cho khách hàng chính là ghế piano cao cấp màu sơn đen bóng tạo sự thoải mái cho người chơi cùng với phiếu bảo hành IDB145 chính hãng. Bắt đầu tìm hiểu vì sao Arius IDB145 là chiếc piano dành cho những người chơi mới mong muốn gắn bó lâu dài cùng nhạc piano ngay thôi nào. Đàn sở hữu thiết kế phong cách với những đường cong thanh lịch màu sơn đen sang trọng. IDB145 trang bị 88 phím đàn theo công nghệ cảm ứng lực nhấn GHS đầy sức nặng và VRM Line tạo âm thanh phong phú đa dạng cùng 192 polyphony tích hợp 10 tiếng nhạc cụ như piano điện, organ, các loại đàn dây. Số lượng bài hát cực kỳ ấn tượng gồm 50 bài nhạc cổ điển và 303 bài tập thực hành. Chức năng trên đàn cũng là điểm nhấn với kết nối tai nghe mang đến bạn tiếng đàn tự nhiên, dễ nghe và êm tai. Tính năng ghi và phát lại phần biểu diễn của chính bạn ngay trên đàn kết nối với ứng dụng học nhạc độc quyền của Yamaha. Mac Pianist giúp người chơi học nhạc chơi vô cùng tiện lợi. Khi mua IDB145 tại Minh Phụ Music, các bạn sẽ được bảo hành 12 tháng chính hãng bởi Yamaha, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Đến lúc ăn khách bốc siêu và test đàn rồi anh em ơi, anh đang thử độ vang và nhạy trên các phím đàn của IDB145. Yamaha IDB145 là cây đàn với mức giá phổ thông, dễ dàng tiếp cận với đa số trẻ nhỏ, những người chơi mới đến từ nhà Yamaha. Vậy là buổi giao đàn piano Yamaha đến với khách hàng tại Bình Tân đã hoàn tất. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe và bật chuông thông báo để theo dõi những video sắp tới của tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu piano điện yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.